Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi thi công sàn gỗ và shop nha. Shop dán tường 3D nha mọi người. Đó, đây là cái khoảng không gian sàn gỗ đã thi công xong rồi nè. Bây giờ là tường này cũng rất là đẹp. Đang hình thức chuẩn bị là dán lên shop dán tường 3D nha. Cái khoảng không gian này là để sàn gỗ là màu xám nha mọi người. Đó, mình đang quay. Chỉ cần lột là dán thôi nha. Đi thi công sàn giữa da gỗ và shop dán tường 3D. Thì đây là những cái thành quả mình đã thi công hoàn thiện xong một căn nhà. Bây giờ mình sẽ lên video cho mọi người cùng tìm hiểu ha. Thì mọi người cảm thấy video của mình có hữu ích thì hãy like và chia sẻ cho mình nha. Hãy thả tim cho mình nha mọi người. Đó. Hãy ủng hộ mình nha. Thì ai muốn tìm hiểu cái dòng sản phẩm này thì hãy gọi vào số điện thoại của mình nha, 091 553 5563 nha. Mình sẽ tư vấn và mang đến cho mọi người những dòng sản phẩm như thế này. Đó. Nhìn rất là sắc nét nha anh em.